Xin chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 50, trang 27, sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tên tác tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Điền số thích hợp vào các ô dưới đây để có được một tỷ lệ thức. Sau đó, viết các chữ tương ứng với kết quả vừa tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng. Của bài, em sẽ biết được tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn năm 1228-1300, vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới. Chúng ta sẽ đi tìm các kết quả để điền vào đây, sao cho đây là một tỷ lệ thức. Với mỗi một kết quả này thì đã có được một ô trống ở dưới đây. Thì kết quả này ứng với chữ N thì chúng ta sẽ điền xem với cái kết quả đấy thì chữ N sẽ điền ở vị trí nào. Từ đây thì chúng ta sẽ quay lại làm bài 50 như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi điền các kết quả vào ô trống. Thì chúng ta nhớ lại kiến thức của tỷ lệ thức cho cô. Đó là chúng ta sử dụng phương pháp. Nếu như chúng ta có A trên B bằng C trên D, thì chúng ta cũng suy ra được tích chéo A nhân D sẽ bằng B nhân C. Ở đây, đề bài cho dưới dạng là viết dưới dạng là A chia B bằng C chia D thì chúng ta cũng sẽ suy ra được tích chéo là A nhân D sẽ bằng B nhân C. Từ đây thì ta sẽ tiền, tìm được để điền được vào ô trống cần tìm. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi giải từng ô trống một. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. chữ n thì chúng ta có ô trống chia 6 bằng 7 chia 3. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là ô trống sẽ nhân 3 sẽ bằng 6 nhân 7. Suy ra ô trống bằng 6 nhân 7 bằng 42 sau đó chia 3. Kết quả chúng ta thu được là bằng 14. Như vậy ở chữ n chúng ta ra được kết quả ô trống bằng 14. 14. Thì chúng ta nhìn trên đây, 14 chính là ô này, như vậy chúng ta điền chữ n vào đây. Tương tự như vậy, chúng ta chuyển sang làm các ô trống tiếp theo. Ô trống ở h. 20 chia ô trống bằng âm -12 chia 15. Như vậy chúng ta có là 20 nhân 15 sẽ bằng âm -12 nhân với ô trống. Chúng ta sử dụng phương pháp ở trên a nhân d bằng b nhân c. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là ô trống sẽ bằng 20 nhân 15 rồi chia cho âm 12. 20 nhân 15 chia âm 12 chúng ta thu được kết quả là bằng âm 25. Âm 25 nhìn trên bảng đây thì chúng ta thấy âm 25 chính là vị trí này. Và vị trí này. Như vậy chúng ta sẽ điền chữ H vào đây. Đó, chữ H ứng với kết quả âm 25. Tiếp theo chúng ta chuyển sang chữ C. 6 chia 27 bằng ô trống chia 72. Chúng ta có là 6 nhân với 72 sẽ bằng ô trống nhân 27. Từ đây suy ra ô trống bằng 6 nhân 72 phần 27. 6 nhân 72 phần 27 chúng ta thu được kết quả là bằng 16. Như vậy chữ C ứng với kết quả là 16. Trên ô này thì chúng ta thấy ô này cho kết quả là 16 này. Như vậy đây chính là điền chữ C. Tiếp theo là chữ Y. Tương tự như vậy chúng ta có âm 15 nhân ô trống bằng 35 nhân 27. Âm 15 nhân ô trống sẽ bằng 35 nhân với 27. Suy ra ô trống bằng 35 nhân 27 phần âm 15. Và kết quả này chúng ta tính được ra là bằng âm 63. Âm 63 chúng ta nhìn đây chính là ô này. Như vậy ô này chúng ta sẽ điền chữ cái là y. Tiếp tục chúng ta chuyển sang chữ cái ư. Chúng ta có là lần này đã viết dưới dạng A trên B bằng C trên D thì chúng ta vẫn có là tích chéo A nhân D bằng B nhân C. Từ đây thì ta sẽ suy ra là âm 4,4 nhân 1,89 bằng 9,9 nhân ô vuông. Từ đây suy ra ô vuông bằng âm 4,4 nhân 1,89 Chia cho 9,9 Và kết quả này chúng ta thu được là bằng âm 0,84 Âm 0,84 nhìn ở trên bảng thì chính là ô này Như vậy chúng ta sẽ điền chữ U vào đây Đây cũng có âm 0,84, như vậy đây cũng điền là chữ U Tiếp theo là chúng ta chuyển sang chữ E Có dấu sắc nữa vào chúng ta sẽ có âm 0,65 nhân ô trống bằng 0,91 nhân âm 6,55. Từ đây suy ra là ô trống bằng âm 6,55 nhân 0,91 phần âm 0,65. Kết quả này chúng ta tính ra được là bằng 9,17. 9,17 thì ở trên bảng chính là vị trí này. Như vậy đây chúng ta sẽ điền chữ E vào dấu sắc. Tiếp theo là chữ Y. Chữ Y chúng ta cũng làm tương tự như vậy Chữ Y Chúng ta cũng sẽ có 4 phần 5 Nhân ô vuông Sẽ bằng 2, 2 phần 5 Nhân với 1, 2 phần 5 Từ đây chúng ta sẽ suy ra là 4 phần 5 Nhân ô vuông Bằng 2, 2 phần 5 Chính là bằng 12 phần 5. 1, 2 phần 5 chính là bằng 7 phần 5. Suy ra, ô vuông sẽ bằng 12 phần 5 nhân 7 phần 5 và chia cho 4 phần 5. Kết quả này chúng ta thu được là bằng 21 phần 5. Đổi ra hỗn số chính là bằng 4, 1 phần 5. Như vậy 4 1 phần 5 chúng ta nhìn ở trên bảng của chúng ta Sẽ là vị trí ô trống này Như vậy chúng ta sẽ điền đây là chữ Y giải Tiếp theo là chữ Ơ ừ. Có dấu nặng nữa 1 phần 2 chia 1 1 phần 4 Bằng ô vuông chia 3 1 phần 3 Thì chúng ta sẽ có là 1 phần 2 nhân với 3 1 phần 3 sẽ bằng ô vuông nhân với 1 1 phần 4. Từ đây thì suy suy ra là ô vuông sẽ bằng 1 phần 2 nhân 3 1 phần 3 chia cho 1 1 phần 4. Chúng ta thực hiện đổi hỗn số ra phân số. 1 phần 2 3 1 phần 3 chính là bằng 10 phần 3 chia cho 1 1 phần 4 chính là bằng 5 phần 4. Và kết quả này sau khi thực hiện phép tính, chúng ta được ra kết quả là bằng 4 phần 3. Rút gọn ra hỗn số là 1 1 phần 3. 1 1 phần 3 ở trên bảng thì chính là ở vị trí ô trống này. Như vậy ta điền đây chính là ơ và dấu nặng. Tiếp theo là chữ B. Chúng ta sẽ có là 1 phần 2 nhân 5 1 phần 4. sẽ bằng với 3 phần 4 nhân ô trống. Từ đây sẽ suy ra ô trống bằng 1 phần 2 nhân 5 1 phần 4 cô đổi ra phân số luôn là bằng 21 phần 4. Rồi chia cho 3 phần 4. Sau khi thực hiện phép tính, chúng ta sẽ có kết quả là bằng 7 phần 2. 7 phần 2 cô rút gọn ra sẽ là 3 1 phần 2. Như vậy, kết quả 3 1 phần 2 sẽ ứng với chữ B. 3 1 phần 2, như vậy cô sẽ điền chữ B vào đây. Tương tự như vậy, chúng ta chuyển sang chữ tiếp theo là chữ U. Chúng ta sẽ có ô vuông nhân 2 sẽ bằng 1 1 phần 5 nhân 1 1 phần 4. Suy ra, ô vuông sẽ bằng 1 1 phần 5 Cô đổi ra phân số chính là bằng 6 phần 5 Nhân với 1 1 phần 4 chính là 5 phần 4 Rồi chia cho 2 Kết quả này sau khi thực hiện phép tính Chúng ta sẽ tính ra được kết quả là bằng 3 phần 4 3 phần 4 ở trên bảng chúng ta nhìn đó chính là ô trống này. Như vậy ta sẽ điền vào đây là chữ u. Tiếp theo là chữ l. Chúng ta sẽ có ô vuông nhân 6,3 bằng 0,7 nhân 2,7 suy ra ô vuông bằng 0,7 x 2,7 chia cho 6,3. Và kết quả này chúng ta tính ra được là bằng 0,3. Ở trên bảng 0,3 chính là ở vị trí này. Như vậy ở vị trí này chúng ta sẽ điền là chữ L. Còn một chữ cuối cùng đó chính là chữ T. Chữ T thì chúng ta sẽ có là 2,4 x 13,5 sẽ bằng với 5,4 x ô vuông. Từ đây suy ra ô vuông sẽ bằng 2,4 x 13,5 chia cho 5,4. Và kết quả chúng ta thu được là bằng 6. Và 6 thì chúng ta thấy chính là vị trí ô trống còn lại là chữ T. Hoặc bạn nào có thể thấy là còn thừa đúng một chữ cái thôi Chúng ta không cần tính cũng được chúng ta điền ngay được Đấy là chữ cái còn lại đó chính là chữ T Như vậy tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cần tìm đó chính là Binh, Thư, Yếu, Lược Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 50 Trang 27, sách giáo khoa, toán 7, tập 1 Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo